Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Hữu Phúc Vlog. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một con Accenter mà do chính mình dọn, nhưng mà mình dọn một cách gián tiếp chứ không phải là một cách trực tiếp. Nhìn ha, bây giờ anh làm một lần ha, làm kỹ một lần ha. Ui rồi sao? Làm một lần ha, làm kỹ một lần. Với chiếc ad này thì nó khá là nhiều đồ chơi. Thì bây giờ mình sẽ nói từng món đồ chơi chi tiết cho anh em, cũng như là những cái câu chuyện nào mà trên chiếc xe này mình đã trải qua với anh mình ha. Thì mình kể cho anh em nghe luôn ha. Rồi, thì cái dàn áo xe này là được sơn hai màu, chính là màu trắng, trắng và màu đen. Và đặc biệt đó chính là đi tem Lipton X. Tem này là của phố Đề Can nha anh em. Tem này được làm bởi phố Đề Can ha. Tem là tem inox. Và chữ X này là phản quang ha. Và anh em biết tại sao cái chữ X này mới bị mất một phần ở này không ha? Thì đó mình sẽ trải sai cho anh em nghe ha. Rồi. Thì như anh em đã biết á, hẹp nó không có cái phiên bản nào mà mặt nạ nó như thế này á. Chỉ có xịt bắt mới có thôi ha. Tức là cái phần đen này đi hết xuống đây. Cho nên là cái phần trước này mình cũng đã sơn lại luôn ha. Mình sơn cho cái phần đen này nó đi xuống. Và phần trắng này nó được nhiều hơn ha. Mình xin lỗi, phần đen này đi xuống ha. Còn phần trắng này có lẽ là lúc xưa là phần trắng là hết phần này luôn. Nhưng mà mình đã sơn lại phần đen đi xuống. Và đặc biệt bên đây cũng vậy. Những cái mẫu tem của Adrian thì không có miếng nào bên đây màu trắng hết. Và phần này cũng đã sơn lại phần màu trắng ha. Sơn lại màu trắng luôn. Bây giờ mình cũng sẽ đi chi tiết từ trên đầu phía xuống ha. Về phần dàn đầu thì đây là bao tay Daytona này đến từ Nhật nha anh em, bao tay xịn ha. Và cặp bao tay này có giá thị trường bây giờ là khoảng 450. Và phía bên tay bên phải anh em thấy ha, chưa gì hết mà nó mới làm được có 2-3 tháng thôi nhưng nó đã bị nứt rồi nè. Lý do là sao bị nứt, do là do chủ xe này thường xuyên rửa sên bằng dầu quả, dầu hôi á anh em, bằng dầu hôi á. Sau đó là bóc lên đây, dặn ga ha. Cho nên dầu hôi tác dụng với mũ sau này nó sẽ làm nứt, nó làm giãn nở cái dao bao tay của mấy anh em. Cho nên là anh em rửa xe nào cũng cần chú ý ha. Đi bao tay xịn, mũ xịn thì đừng cố gắng tránh xa dầu hôi, càng xa càng tốt ha. Rồi, tiếp theo nữa, ta sẽ được một cùm công tắc NVX đến từ Yamaha. Thì cùm công tắc này là cùm công tắc của chiếc tay ga đó, nhưng mà chế qua đây ha. Thì anh em chỉ cần câu lại một số cái đường dây điện thôi là có thể xài được. Và đặc biệt cái công tắc này nó có chức năng là thêm công tắc on off tự động nha anh em. Mình sẽ nói không phải tự động hay tức là tắt máy tạm thời á ha. Này thì câu thêm. Rồi. Và đặc biệt hết tức là nguyên cái dàn áo này và chiếc xe này là lên hầu như là full ốc titan và ốc máy Salaya. Hầu như là full ha, full ốc titan và ốc máy Salaya ha. Ốc áo thì đi full ốc titan. Còn ốc lock thì đi full ốc Salaya. Đồng hồ của chúng ta vẫn là đồng hồ zin nguyên bản, không có hai đồng hồ của xô hay gì hết ha. Rồi, tay hắn vẫn là hai tay hắn zin mua mới. Xuống phía dưới mặt nạ thì chúng ta sẽ có được hai cái đề mi
đề mi màu cam ha. Đề mi này chính là đề mi zin mod lại màu cam giống phiên bản Riston X của Malai đúng không ta? Nhiều của Malai. Thì với cặp Riston X zin á, nó tới khoảng 3,5 triệu hơn lần. Cho nên là cặp zin này á thì chỉ có 4,5 triệu thôi mod lại ha. Thì cũng đẹp rồi ha, nhưng thật ra nó không đẹp như của Riston X ha, chỉ đi mod lại thôi. Thì mod lại để người ta sơn lại thôi chứ không phải hết, vẫn là đề mi zin ha. Cộng với đó là hai con ốc titan của mặt nạ và tem Riston X này không nói ha. Ở đây là dán keo tróc hết. Đây là chủ xe dán keo trong nha anh em. Dán keo trong tróc hết luôn ha. Đi đến phần bánh trước thì đây chính là cái bộ phận mà mắc nhất. Nhìn bánh trước đó chính là bộ phận mắc nhất của chiếc xe này ha. Trị giá cực kỳ cao của chiếc xe này ha. Chúng ta sẽ có được gì nè. Đầu tiên hết. Mình nói cái bánh trước ha. Đó chính là cặp niền Racing Boy bản trước 1.4. Đi với đó là vỏ Michelin size 60-17. Rồi thì về bánh trước thì đi xa này là mình thấy Ad 2010 đi xe này đẹp hết nè. Ad 2010 đi xe này đẹp ha. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có được thêm một con heo đến từ thương hiệu của Rimbo. Heo Rimbo 2 bit đối xứng. Đi với đó là một cái đĩa da Z Zin. Da Z Zin nha anh em, Zin nha. Chứ không phải lô, không phải hàng chợ ha. Da Z Zin em mua hãng ra ha. Thì tất nhiên là có tiền đi combo này thì phải đi thêm một cái dây dầu nữa. Dây dầu đầu bấm góc 45 độ. Thì ngốn nguyên cái combo này hết khoảng 7-8 triệu gì đó nè. Dây dầu 1,8 triệu nè, con heo 2,4 triệu nè, cái đĩa 1,7 triệu nè. Rồi cái nền ngập nền 1 triệu, cái vỏ này ha, cũng phải 7-8 triệu nguyên một combo ha. Rồi ngoài ra còn có thêm đi anh em thấy không, full titan, full ốc titan, cốp titan, ốc rồi titan hết luôn ha. Cái bát Rimbo này thì rẻ không có bao nhiêu tiền. Và con heo này đang gặp một tình trạng là bị cả heo. Cái này có mình có làm một clip á, anh em có thể coi ha, bị cả heo. Rồi ngoài ra còn có gì nữa, chụp cốc km nè. Rồi cam này chính là cam Osaki thường ha, giá có 180.000 bộ, cũng không có mắc đúng không. Rồi thì cái bánh trước này chỉ có vậy thôi. Rồi giờ đố anh em ha, đố anh em với Ngọc biết không, tại sao cái con này người ta kêu là con heo, biết không? Đó, giờ mình sẽ kể cho anh em nghe cái sự tích tại sao con này con heo ha, tại sao kêu con này con heo. Thì anh em biết ha, cái con này nè ha, khi mình chạy mà mỗi lần mưa mà sình á, nó kêu ép. Điều ép, từ đó người ta ghét, người ta kêu đó con heo. Đó, đây là chính là sở thích con heo ha. Được chưa nè? Đó. Thì mình biết sở thích con heo nó chỉ là vậy thôi ha. Ngoài ra các nước này thì mình cũng đã vô hãng 2 luôn hết nè. Các nước này mắc, cái nước zin của hãng thì khá mắc. Ngoài ra mà thị trường bây giờ cũng có các nước đồ chơi nhiều, nhưng mà cái nước zin này thì hay mới luôn. Rồi thì về phần lốc máy mình đã nói ha, thì đi full ốc Salaya ha. Thì việc đi full ốc Salaya thì nó sẽ rẻ hơn ốc titan. Nếu mà đi full titan nữa thì nó nhiều mà nó màu quá cũng không đẹp ha. Thì với phần lốc máy thì đi ốc Salaya inox như thế này là đủ đẹp rồi ha. Cổ bô thì cũng đã mở cổ bô 2732. Máy về quay móc vẫn là zin bình thường. Rồi đi về phần sau. Đi về phần sau thấy được. Đầu tiên là cái bô với cái bô Spark. Cái bô Spark này thì quá quen thuộc với anh em đi Sirius cũng như đi Hetman rồi. Quá đẹp, quá thông dụng rồi ha. Mà nhưng mà đi Oppo này, sau khi một thời gian đi Oppo này thì mình thích đi Oppo zin hơn. Tại vì đi Oppo này nó lúc nào nó cũng bị chạy, nên em dỡ xe tí là nó chạy. Thì người đi cả tí là chạy. Cả là chạy. Cũng đi ốc Salaya đồ đầy đủ ha. Rồi. Đi về phía sau hơn nữa với cái bánh sau. Ta thì cũng có được một cái niền Racing Boy. Niền Racing Boy thì bản trước 1.4 thì bản sau sẽ là 1.6. Và vỏ sau cũng vậy, vỏ sau sẽ là vỏ bự hơn, cũng là Michelin nhưng mà size của nó là 70-90-17. Tương đương với 250 ha anh em. Tương đương với 250, cũng là cam Osaki. Và đặc biệt hơn là chủ anh mình đã hai luôn cái càng hắn. Đây là càng hắn inox CNC nguyên khói. Thì càng hắn này cũng rẻ khoảng 400-500 hay nhiêu đó.
đây ha, cũng là cũng rẻ, nhưng mà nó làm cho cái xe mình nó sáng hơn, nó sạch hơn. Và đặc biệt là đùm này chính là đùm phay láng, đùm nó phay láng hết luôn ha. Thì việc đùm phay láng cái đùm này nó giúp cho cái xe mình nó dễ chùi rửa hơn, nhưng mà nó bị một cái tác hại, đó chính là tản nhiệt không có. Tại vì hãng người ta thiết kế ra trên này có miếng, những cái miếng nhỏ để người ta giúp người ta tản nhiệt, còn mình phay luôn rồi thì cái việc hắn nó nóng bố thì nó làm cho cái độ tản nhiệt nó không còn đó ha. Đó chính là một cái loại yếu điểm của đùm phay. Ngoài ra thì xe này phuộc sau cũng đã thay đổi thành phuộc Racing Boy. Phuộc Racing Boy là Racing Boy DBS2 đời sau nha, không phải là đời đầu ha. Thì size phuộc này nó cao hơn một tí và cũng có tăng chỉnh rebound ha. Và đi đó là một cái cốt phuộc Titan, cốt phuộc này cũng ngốn khoảng 300.000 với hai con ốc hai bên. Và cốt sau cũng là cốt Titan ha. Nói chung là cũng đã lên full ốc rồi hết rồi ha. Con xe này lên cũng khá là nhiều đồ và khá là tốn tiền của chủ nhân xe ha. Thì này cũng là do mình tư vấn ha. Thì nói chung là chủ xe thì cũng có tiền nên cho nên thôi lỡ lên rồi thì lên hết luôn. Rồi. Thì đây cũng chính là bộ nhôm sinh dĩa. Bộ nhôm sinh dĩa này thứ nhất mình bảo nó giá ha, nguyên một bộ này thì khoảng 1.3 triệu, và từng chi tiết từng mẫu như thế nào. Đây chính là sơn DAD của Nhật, sơn DAD Nhật ha anh em. Nhật cộng sơn này thì 700-800 gì đó, rồi cộng thêm một cái đĩa CNC, đĩa này thì cũng như 450 thì phải, rồi và nhông trước này kia ha. Rồi cùng với đó là bốn con ốc titan xanh ngọc lục bảo gắn cho cái đĩa, nó tạo nên cho mình một cảm giác rất là sạch sẽ và gọi là nổi bật cho cái phần nhông sinh dĩa của cái xe, đặc biệt là bốn con ốc ha, thì chạy để quay rất là đẹp anh em. Và đặc biệt nha, cái bộ này đúng là gọi là tiền nào của nấy luôn nha, chạy cực kỳ im, cực kỳ nhẹ xe. Anh em có thể thấy độ quay bánh này, anh em thấy không, mình quay bánh rất là nhẹ ha, chạy im cực kỳ luôn ha. Và cái độ giãn thì chạy tới nay cũng một tháng rồi mày vẫn chưa thấy tăng sên. Tôi thấy cái tiền nào đúng là gọi là tiền nào của nấy nha em. Mà bộ này anh mình cũng mua là của phố Decan 1.3 triệu. Đây chính là cần số X1R. Cần số này thì mod của kiểu của Katet đó anh em. Thì cần số này thì rẻ thì cũng khoảng 300-400 ngàn thôi, nhưng mà mình cảm giác là khi gắn cái cần số này thì cái xe về số sao đạp sao nó cao quá, mình đạp mình chả không quen. Cho nên là nếu mà có thời gian thì mình sẽ kêu anh mình kiếm cái cần số Katet đúng của F-35 gắn vô lại cho cảm giác nó ngang bằng cái này, nó dễ chịu hơn khi mình vô số mình đạp ra. Nếu anh đạp vô số mình đi. Chứ bây giờ nó cao quá anh em thấy đỡ. Bây giờ mình để chân như thế này. Đó, quá là cao. Mình chạy không quen. Đi đến cái phần yên thì chúng ta sẽ có được một cái yên chính hãng đến từ Phương Nam ha. Thì yên này anh mình cũng xuống thành phố làm. Mình cũng chỉ chỗ và anh mình xuống thành phố làm và làm giá khoảng 350. Thì ở trong đây có lót nệm kim đen luôn em. Rồi im kỳ im luôn ha. Rồi phải nói là rất là sướng đi này à. Đi yên này đi tour là khỏi phải bàn thôi. Ở dưới đây có một lớp nệm kim đen dưới đây nè. Nệm kim đen thì khỏi phải nói ha. Rồi vậy thì chiếc xe bây giờ cũng chỉ có vậy thôi. Thì tất cả các đồ thì mình đã review cho anh em hết rồi ha. Ngoài ra còn gì không ta? Và bây giờ mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy của chiếc xe này ha. Thì xe này vẫn là xe zin ha anh em. Máy vẫn zin, chưa được đồ đụng tới đầu lòng ha. Chỉ có làm nồi lại rồi. Và xe này đã đi full đồng hồ. Ở đây ha, âu đo đồng hồ bây giờ là 87.440. Cái này là dừng cách đây khoảng 3 năm rồi nha anh em. Cái này tức là nó đứng cách đây khoảng 3 năm rồi. Và bên em bây giờ nghĩ 3 năm mà chạy tới bây giờ là bao nhiêu ha. Gọi là tràn kim, tràn số luôn rồi ha. Tràn sạch số luôn rồi. Bây giờ mình sẽ test tiếng máy cho anh em nghe. Người ta nói là máy im như chó hở đúng không? Còn chó hở còn nghe tiếng nha. Nhưng mà mình gọi là máy im như chó chết, chó tắt hở luôn ha. Bây giờ mình đài cho anh em nghe.
này thật sự mà ai mà đứng xa chừng 2 mét không nghe tiếng máy luôn á. À, mà với lại ai mà lỗ tai nhiều cái thì không nghe tiếng máy rồi. Chừng lên ga cho em nghe ha. Rồi, cực kỳ em vẫn là IC Jin. Máy Jin này mà ha. Chung là đi xe đi làm mà phải đu bơi gì hết nha em, chỉ dòng kiển bên ngoài thôi. Rồi, thì mình đã review chi tiết cho anh em toàn bộ những món đồ chơi cũng như là về phần máy móc của xe rồi ha. Thì bây giờ mình kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những chiếc xe tiếp theo và những video tiếp theo ha. Bye bye, tạm biệt.